Xin chào, tôi là Nguyễn Trần Linh Lan. Hôm nay tôi đứng ở đây để kể về quãng thời gian khủng khiếp của cuộc đời mình. Tôi bị mất ngủ, bị trầm cảm trong suốt quá trình mang thai. Và kể cả sau khi sinh, tôi còn nhớ rất là rõ cái khoảnh khắc y tá ở trong phòng sanh nói nhỏ vào tai tôi: con gái 2,9 kg, đó chính là khoảnh khắc của cuộc đời tôi. Xin được chia sẻ khoảnh khắc này. Và có lẽ câu chuyện trầm cảm trong thời kỳ mang thai và sau sinh của chị em phụ nữ luôn là một câu chuyện đau lòng. Và có lẽ với nhân vật của chương trình, với căn bệnh trầm cảm, tôi tin rằng là căn bệnh nào thôi cũng sẽ có thuốc trị. Quan trọng là người trong cuộc sẽ nỗ lực vượt qua nó như thế nào. Hãy cùng lắng nghe người phụ nữ tên Linh Lan chia sẻ lại thời kỳ không thể nào quên cuộc đời cùng với người kết nối của chương trình, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh tại Khoảnh khắc cuộc đời. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Hàng thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Xin gửi lời chào bình an đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta lại có dịp gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc đời. Và nhân vật của ngày hôm nay rất là đặc biệt. Chào Linh Lan. Dạ, em chào anh Vinh. Trước khi vào trò chuyện, tôi muốn bạn nghe một giai điệu. Yêu siêu từng nhánh cây trong tiếng đàn cổ, lang thang từng bước chân vội tìm kiếm người. Xa xăm như ngỡ trăm năm, trước mắt phải sâu âm thầm. Còn đây một khoảng trống của những chờ mong. Còn đây một khoảng trống của những chờ mong. Khoảng trống mà tôi mới nghe được, nó đã giữ con tim của tôi lại rất nhiều ở những cái lời tự tình. Bạn nói gì về khoảng trống? Lúc mà em sáng tác cái bài hát đó thì nó chỉ là một cái khoảng thời gian em rảnh thôi. Bài khoảng trống đó em đã gửi cho bên ban tổ chức bài hát Việt đó từ rất là lâu rồi, nhưng mà không có nhận được hồi âm. Thì đến khi mà họ liên lạc lại với em lại là cái lúc đen tối nhất cuộc đời của em, ngay cái lúc mà em đang mang thai, đang mất ngủ, đang trầm cảm. Em nói là em sáng tác đó ở một lúc bất chợt, lúc có thời gian rảnh thôi, nhưng khi nghe những cái lời này, anh tin chắc rằng đây là một cô gái đã trải qua rất nhiều sóng gió. Và lúc đấy anh có nghe cái lời mở đầu của em nói về trầm cảm, có người đang nói nó là một căn bệnh của thời đại. Em sẽ nói gì sâu hơn về vấn đề? Em nghĩ đầu tiên để mà mình vượt qua được cái căn bệnh trầm cảm, mình phải thừa nhận là mình có bệnh. Em đã mất một thời gian rất là dài bởi vì em không tin là em có bệnh. Trong cái quá trình mang thai thì em quá yếu đi. Lúc thì em bị cảm, lúc thì em nhập viện bị trúng thực. Tức là em gọi là bị tai nạn liên tục trong cái quá trình mang thai. Ngay cái lúc đáng lẽ mình phải có sức khỏe tốt nhất thì mọi chuyện nó tới một cách dồn dập. Em cảm giác như mình bị mất hết tất cả, phải nghỉ làm, em chỉ nằm ở nhà để truyền nước biển từ ngày này qua ngày kia thôi. Đến một lúc nào đó là khoảng tháng thứ 5, em bắt đầu em bị mất ngủ. Và người bạn của em học ngành tâm lý nói là có thể em bị trầm cảm rồi. Nhưng em nói là không có, em vui lắm. Chỉ có khi nào mà em ngủ không được thì em mới khó chịu, rồi mới buồn bã, mới tiêu cực thôi. Còn hôm nào em ngủ được là em rất là vui vẻ. Em không thừa nhận em có bệnh. Thật sự mà nói, cái mất ngủ nó lại báo hiệu cái trầm cảm. Bản thân anh có một thời gian mất ngủ rất là nhiều, mình mới biết được rằng thật ra cái bộ não của mình á, nó đang mách bảo cho mình ở trong đây nó có vấn đề. Em cứ gọi là lê lết với thể trạng yếu ớt của mình cho đến khoảng 2 tháng sau em vẫn mất ngủ. Là lúc đó là bầu gần 7 tháng, em mới quyết định là em sẽ đi khám bác sĩ tâm lý. Trên cái con đường mà em đi khám bác sĩ tâm lý đó thì em đã ngất xỉu. Chưa đến nơi thì em đã phải quay về. Thì ở thời điểm đó em bỏ cuộc luôn. Em không chữa tâm lý được nữa. Tại vì lúc đó em thấy mọi chuyện với em nó khủng khiếp quá rồi. Sau đó thì em ráng từng tuần, tuần thứ 28 là bé đã có cái gì, tuần thứ 32 là có cái gì. Để mà trong trường hợp xấu nhất thì khi mình sinh ra bé sớm thì vẫn có thể cứu được bé. Dạ. Cái tinh thần bé nhỏ của mình nó giúp cho mình bắt buộc phải giữ cái sức để đưa cái tinh thần bé nhỏ được hiện diện ở trên cuộc sống này, đúng không em? Thật sự ở khoảnh khắc đó có những người bạn hỏi em là em có thấy hạnh phúc không? Xin lỗi là em không thấy hạnh phúc. Em chỉ mong là em hoàn thành cái trách nhiệm là mình sẽ phải sinh ra một đứa con lành lặn. Không biết tại sao em lại rơi vô cái khoảng thời gian kinh khủng như vậy nữa. Mà em có những khoảnh khắc em thấy em rất là ích kỷ. Em chỉ mong là trời ơi, con ơi, con chào đời sớm chút xíu đi thôi. Cũng hơn 2 kg là cũng nuôi được rồi, để mà em được uống thuốc ngủ. Xong mà em lại tự dằn vặt em đó là sao mà có một cái người mẹ mà nó tệ tới như vậy. Nhưng mà em không biết phải làm sao đó. Ở trong cuộc
cuộc đời nó có những cái khoảng khắc mà không bao giờ mình lường trước được. Anh cũng đã từng chứng kiến cái biến cố đó, mình bị chới với, chỉ chờ có phép màu thôi. Em của em nó đã xếp cho em 1000 con hạt, mặc dù là trước khi mang thai em với nó rất là ghét nhau. Nó đã ngồi nó xếp hạt, mà nó là con trai nha, chứ không phải con gái. Con trai nó ngồi nó ráng nó xếp 1000 con hạt để có được một điều ước là cho em khỏe mạnh. Hình như những con hạt đó nó đã mang những cái điều tốt lành đến hả? Khi mà em của em nó xếp á, cái mối quan hệ của em và em của em nó đã cải thiện rất nhiều. Từ hai chị em rất là khắc khẩu trở nên yêu thương nhau. Khi mà em rơi vào một cái nghịch cảnh đó thì cái con hạt nó lại là cầu nối, chứng tỏ rằng em của em ở đâu trong sâu thẳm nó vẫn có chị của nó. Và em đã thấy được trong cái nghịch cảnh đó nó lại có cái đẹp, đó là tình cảm của chị em. Sau đó thì em cứ nhớ cái ngày mà đỉnh điểm của cái việc là em thức 3-4 ngày liên tục, em không thể ngủ được mặc dù em rất là buồn ngủ. Em nhớ lúc mà em mới vừa mất ngủ là mẹ em nói là thôi con nằm đi rồi mẹ gãi lưng cho con ngủ, giống như là em bé ngày xưa. Cũng không ngủ được, không thể chịu nổi nữa, giống như em muốn phát điên lên rồi. Lúc đó em chỉ nói bác của em là y tá, hay là giờ bác ra ngoài tiệm thuốc bác mua cái thuốc mê rồi bác chụp vô cái mặt của con để con có thể không ngủ được. Bác thấy em cũng hoảng quá rồi thì bác mới hỏi thăm những cái người bạn ở trong ngành, bác sĩ Hoa. Thì bác đến thăm khám em, bác nói là bây giờ em đã được 34 tuần rồi thì em có thể uống thuốc ngủ. Cái khoảnh khắc mà em được ngủ lại, trời ơi, em thấy nó sung sướng lắm. Kính thưa quý vị, khi một cơ thể đã rã rời, chúng ta nằm đó để đối diện với chính mình, đối diện với bóng tối và đối diện với bao nhiêu nỗi sợ hãi. Tôi đã từng rơi vào khoảnh khắc đó và chỉ mong được rằng cái đồng hồ Doraemon của tương lai á hãy báo cho tôi biết ngày sắp tới là ngày thế nào để tôi có thể quyết định cuộc đời của tôi. Tại vì một ngày trôi qua trong bóng tối nó rất là kinh khủng. Tại vì khi không chợp mắt được thì bao nhiêu cái điều nó tiêu cực nó sẽ đến ở trong cái đầu này. Không ngủ được là điều kinh khủng. Anh cũng đã từng để một nửa viên thuốc ở kế bên và phải chiến đấu với nó. Đưa tay rồi vẫn nhịch lại. Trầm cảm nó rơi vào những cái trạng thái như vậy. Khi một cái giấc ngủ nhỏ bé nó đến thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc, đúng không? Yeah. Khi mà em nói rằng có một người bác sĩ nói nhỏ vào tai của em, con gái 2 ký 9, khoảnh khắc đó tôi vẫn thấy niềm hạnh phúc đã dâng tràn và sóng gió đã tạm thời lùi ra để những điều thiện lành xuất hiện. Em sanh mổ bởi vì em quá yếu. Trước khi mổ thì bác sĩ có nói với em là siêu âm thì thấy bé hơi nhỏ nha, mà trên 2 ký là nuôi được rồi nên đừng có buồn. Em hy vọng là tầm 2 ký 2, 2 ký 3. Cho nên là đến cái lúc mà sinh ra khi y tá nói với em là con gái 2 ký 9, em thấy bất ngờ lắm. Và lúc đó em nghĩ là trời, mình cũng đã làm được rồi. Mình đã kể ra cái khoảnh khắc làm cho mình rơi xuống đến tận cùng, và cũng là có cái khoảnh khắc mình đã hạnh phúc đến tận cùng. Thì khán giả sẽ mong chờ được rằng sẽ có những cái từ khóa để họ nhận biết ra và họ cũng thoát ra nếu như họ rơi vào cái trường hợp như mình. Thì em sẽ nói ngắn gọn điều gì? Em nghĩ là một là mình mất ngủ, hoặc là mình ngủ quá nhiều, ăn không ngon, hoặc là mình ăn quá nhiều một cách không có hợp lý, không có bình thường. Và quan trọng là mình phải bị cái cảm giác đó nó hơn 1 tháng. Đó là dấu hiệu. Còn chẳng may mình rơi vào trường hợp như thế thì những cái tín hiệu tích cực cái gì để mình có thể vượt qua nó? Em nghĩ là phải đi khám bác sĩ tâm lý để mà mình được một lần chắc chắn là mình đang bị cái gì, hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ mình chọn. Phải luôn tìm được cái hy vọng của mình trong cuộc sống. Mình vẫn phải hy vọng vào những điều tốt đẹp. Dạ. Để mình còn có cái sức để chiến đấu. Cả những người thân ở bên mình đó nhỉ? Những cái người thân đồng hành bên mình phải thật sự rất kiên nhẫn và rất là hiểu bệnh. Em may mắn là có những người hiểu em, có tất cả ở bên em. Nhưng có những người rơi vào trường hợp như thế, họ lại mất tất cả. Có những người phụ nữ sau khi sanh, ngay chính cái người chồng của mình lại phản bội mình. Anh đã từng chứng kiến, rõ ràng là họ không trầm cảm, nhưng chính người thân của họ lại làm cho họ trầm cảm. Căn bệnh này là có thật và chúng ta phải đối diện với nó. Thật ra khoảng khắc cuộc đời cũng phải tìm những cái tín hiệu tích cực. Anh biết được em có rất nhiều tác phẩm, nhưng anh nghĩ tác phẩm hay nhất mà vĩ đại nhất chính là Thiên Thần của em. Em chia sẻ gì về Thiên Thần khi ra đời? Trộm vía là bé rất là xinh và ai cũng nói là bé giống em tới mức mà bé sợ em bị tổn thương. Sau cái ngày mà em bé ra đời rồi thì mọi chuyện nó có vẻ tiến triển tốt lên từng ngày, đúng không em? Chính xác là sau đó phải 2 tuần. Trong cái thời gian em đang ở cử, em đã quyết định là em khám bác sĩ tâm lý. Khi mà em gặp được bác sĩ tâm lý, em mới biết là à, thì ra em bị cái bệnh như vậy. Em biết là tương lai của em có thể là 6 tháng sau nó sẽ bớt. Còn trước khi em gặp bác sĩ, em không biết tương lai em đi về đâu á. Và đến giờ này trước mặt tôi một Linh Lan xinh đẹp và đang nói về một cái khoảnh khắc thật ra không muốn nhắc nhưng vẫn nhắc
để cho khán giả có những kinh nghiệm. Với bản thân anh nha, làm một bộ phim thì anh thích cái kết nó happy ending. Nếu mà nói về cuộc đời của em và một bộ phim thì đến giờ phút này thì nó đang ở cái trạng happy ending chưa? Em nghĩ là nó happy nhưng nó chưa ending à? À, nó rất happy. Vậy là quá tốt rồi. Nói về Linh Lan mà không nói về âm nhạc, không nói về sự nghiệp thì hơi thiếu nhỉ? Dạ. Anh tình cờ xem được và nghe được cái album Tính Từ. Nhiều người cũng thắc mắc về cái tên đó đấy. Có lẽ là cuộc đời em nhiều cảm xúc nên em đặt cho nó một cái tính từ để miêu tả về những cái nội hàm ở trong đó. Dạ, đó là một phần. Phần còn lại là sau những cái mà em trải qua, em nhận ra là em không muốn người khác nhớ đến em bằng cái việc em là ai, mà em muốn người ta nhớ đến việc em là người như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về một chút về tương lai ha. Sắp tới những cái dự tính, những cái gì ở trong tương lai thế nào để cả cho khán giả cùng nghe. Dạ. Riêng trong năm nay của em thì em muốn là một cái năm để mình nghỉ ngơi. Tức là em vẫn đi làm kiếm tiền, nhưng mà em không có đặt mục tiêu sự nghiệp lên đầu tiên. Tại vì em muốn là mình sẽ có một thời gian mình nhìn lại bản thân của mình. Muốn là một người có sự nghiệp rạng rỡ, hay muốn là một người phụ nữ có một cái gia đình êm ấm, thì lúc đó mình sẽ dành thời gian để mình đầu tư cho đúng hướng. Trong mùa thứ hai ở khoảnh khắc cuộc đời, chúng tôi mời đến một nhân vật để chia sẻ cái khoảnh khắc tiếp nối đó với Linh Lan. Thì em muốn ai xuất hiện trong khoảnh khắc ngày hôm nay? Dạ, là mẹ của em ạ. Trước khi mà mẹ xuất hiện, em muốn nói một lời gì với mẹ? Em muốn nói với mẹ là đó giờ em luôn thấy mẹ không hoàn hảo như em mong muốn. Em thấy mẹ quá yếu ớt. Và em luôn muốn chứng tỏ là mình là người phụ nữ giỏi giang và mạnh mẽ hơn mẹ. Nhưng mà tới những khi em gặp những cái hố sâu cuộc đời thì em mới nhận ra là mái tóc bạc có cái giá trị của nó. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ được gặp mái tóc bạc đó. Xin chào cô ạ. Dạ, xin chào anh. Có nghe Linh Lan nói là có những lúc nhìn mẹ cảm thấy mẹ yếu đuối quá. Chị cảm nhận gì về điều đó ạ? Dạ, thưa anh, thật sự so với cái tính cách tôi yếu đuối hơn Linh Lan rất nhiều. Với một cái câu chuyện hay là một cái hình ảnh gì cũng có thể làm cho tôi xúc động. Còn Linh Lan là một cô gái mạnh mẽ, cá tính và độc lập. Nhưng khi mà Linh Lan bắt đầu rơi vào trong cái trường hợp bệnh như vậy thì tôi thấy hoàn toàn cô Linh Lan là một cô gái cực kỳ yếu đuối. Và lúc đó là tôi có nhiệm vụ phải mạnh mẽ. Thật ra ông trời ông sinh ra mỗi người có một cái tính cách, nhưng tiềm ẩn sâu thẳm trong những người phụ nữ đều có những cái mạnh mẽ riêng của họ, mà họ thể hiện ra bằng cách này cách khác thôi. Người ta hay nói là sinh con ra với biết lòng cha mẹ, để sinh để nuôi lớn một cái người con vất vả đến giường nào. Khi mà cháu mới bắt đầu bị hành trong cái thời kỳ thai kỳ, đến tháng thứ 5 nó bắt đầu cho mất ngủ, thì gia đình cũng bình thường thôi, nhưng mà càng ngày càng bị mất ngủ nhiều. Mà đặc biệt á, thường thường cái giường ngủ để ngay giữa, nhưng cháu không có chịu. Cháu đòi là để cái nệm phải có cái bên tường để cháu cảm giác yên tâm. Cái điều đó nó xảy ra mấy tháng liền, cháu cũng không muốn ăn muốn uống gì hết. Chồng của Lan rất là cực, coi như là đút ăn từng miếng ăn. Có lúc nào bản thân cô đã cũng cảm thấy tuyệt vọng chưa? Mới đầu thì mình cũng nghĩ là bình thường thôi. Dạ. Nhưng mà càng ngày mình cảm thấy mình không biết chữa trị cho Lan như thế nào. Ở bên ngoài thì mình động viên Lan, nhưng mà thật sự ở bên trong lòng rất là lo. Có những bữa mà Lan ngủ được á, cái mặt Lan ra mà tươi tắn thì cả gia đình ăn cơm còn ngon. Mà bữa nào là cái mặt mà héo úa là coi như cả gia đình không nói một tiếng nào. Nghe để thấy được rằng khi mình vượt qua cái nghịch cảnh như thế thì mình sẽ trân quý cuộc sống nhiều hơn. Với tư cách là một người mẹ, vào những cái trường hợp như thế với bản thân cô thì cô thấy là phải nên làm gì ạ? Khi mà biết cháu có cái căn bệnh như vậy, đầu tiên á, là mình phải động viên, mà mỗi ngày theo dõi cháu, nói chuyện với cháu, đưa cho cháu nhìn cái hướng tích cực. Và luôn luôn tôi nói là con phải nhớ lại những ngày con khỏe mạnh, con đi quay phim, con sáng tác nhạc, con đánh piano. Khi rơi vào cái trầm cảm là không còn thiết một cái gì. Đến nỗi mà cái thời gian mà cái tuần mà khoảng 32 á, em của Lan đã phải quay một clip Lan nói chuyện với con, để sau này con có thể con mở ra con coi mẹ đã mang thai con cực khổ như thế nào. Cô Linh Lan có nói là cứ tưởng mẹ mình không có mạnh mẽ để che chở cho mình, nhưng thật sự ở trong sâu thẳm của mỗi người mẹ họ vẫn có cách để yêu thương. Cô muốn nói cái gì Linh Lan trong chặng đường sắp tới không ạ? Con đã vượt qua một chặng đường rất là dài và con đã làm mẹ, thì bây giờ con tiếp tục mang cái niềm hy vọng mà con đã tìm thấy để mà giúp cho gia đình, giúp cho xã hội. Đó là cái điều em mong mỏi nhất. Điều mong mỏi chính là niềm hy vọng
mang những cái điều tích cực đến. Và hôm nay với câu chuyện của Linh Lan, hy vọng quý vị cảm thấy được rằng nếu mình rơi vào những cái vòng xoáy mà mình không muốn, vẫn có những lối thoát nếu mình quyết tâm. Hy vọng rằng không ai phải rơi vào nghịch cảnh, nhưng nếu mà rơi nghịch cảnh, chúng ta vẫn tìm ra những cái ánh sáng ở phía cuối đường hầm. Xin chúc cho hai mẹ con và chúc gia đình nhỏ của mình, chúc cho sự nghiệp của mình thành công và hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Cảm ơn khách mời đã đến với Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Và thưa quý vị, riêng bản thân Phương Hiếu thì đây là một câu chuyện hoàn toàn đặc biệt. Nếu như Linh Lan là một nữ đạo diễn xù xì trong công việc, đam mê hết mình, thì hôm nay là một câu chuyện khác. Không ai bắt phụ nữ phải mạnh mẽ nếu không có lý do cả. Và dĩ nhiên tôi tin rằng để vẽ một bức tranh hoàn hảo thì nhất thiết phải có một vài màu tối. Chúc cho Linh Lan sẽ hoàn thành bức tranh hoàn hảo của cuộc đời mình. Bây giờ sẽ là giây phút mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh sẽ trao tặng một huy hiệu để tiếp thêm động lực cho người phụ nữ mạnh mẽ và bản lĩnh này. Một lần nữa đã cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Nếu như cuộc đời chúng ta được dựng xây bằng những khoảnh khắc thì sẽ có những khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời bạn. Tìm ở đâu? Hãy cùng bật TV vào khung giờ 22 giờ 45 phút trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Trà Xanh Thông Độ. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc chia sẻ với chúng tôi qua số 0938897177. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.